với ông 77 đó, là ông Dạ. 77 thì chỉ gạt gạt tình thôi. Ông 74 này vừa gạt tình vừa gạt tiền đó. Tôi hỏi ông Sơn à, tôi hỏi ông Sơn bây giờ anh có cần tôi kêu bí danh của anh không, anh làm sao thì anh bây giờ anh chứng minh cho tôi một ngày anh làm 30 triệu, anh làm việc gì, anh lấy những cái chứng minh cụ thể như thế nào mà một ngày anh tìm được 30 triệu. Kính chào cộng đồng mạng á, tôi là cái người dân, tôi xin ý kiến về cái ông 74 của Cần Thơ. Trước mắt là tôi sẽ nói về cái lý lịch của ông 70 Cần 74 Cần Thơ này. So với ông 77 đó, là ông 77 thì chỉ gạt gạt tình thôi. Nhưng ông 74 này vừa gạt tình vừa gạt tiền đó. Tôi hỏi ông Sơn à, tôi hỏi ông Sơn bây giờ anh có cần tôi kêu bí danh của anh không, anh làm sao, con người của anh sao kỳ, anh bây giờ anh chứng minh cho tôi một ngày anh làm 30 triệu, anh làm việc gì, anh lấy những cái chứng minh cụ thể như thế nào mà một ngày anh tìm được 30 triệu. Cái xã hội này ai làm được 30 triệu một ngày, doanh nghiệp nó còn chưa làm được, không chỉ cái thằng mà đi uống cà phê dạo đi long nhong mà 30 triệu. À, cái thứ nhất, cái thứ hai, chiếc xe hơi của anh đem chiếc xe hơi ra, anh biết nguồn gốc chiếc xe hơi ấy như thế nào không? Chắc anh cũng hiểu rồi, chiếc xe hơi như thế nào rồi, tôi không muốn nói. Anh có cần cái chủ chiếc xe hơi làm việc với anh không, nói chuyện với anh không? Anh là một cái người mà không xứng đáng ra đời gạt gẫm người ta, sống lang bạc. Anh ấy đi kết 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 nối tình yêu, bây giờ vợ con anh rồi, anh nói là có giấy ly hôn rồi, còn cô Điệp là cô nào, cô Điệp đang ở đâu, cô Điệp hai đứa con á anh Sơn đang ở đâu đó. Anh khống chế người ta, anh làm đủ thứ trò đối với xã hội bây giờ đó. Cỡ như như anh á, không có số má gì hết á, anh đừng có lên khoe khoang, anh khoác quét. Anh nhớ cái quán bia ôm của anh không đó, anh lật anh đưa vợ anh vô thế chân để đi ở tù, để anh ở ngoài anh làm thế này anh làm thế nọ. Con người mình phải biết tu tâm dưỡng tánh chứ, làm người. Anh bao nhiêu tuổi mà anh nói là anh lớn, anh già, anh lớn tuổi, lớn tuổi hả? Anh là một thằng điếm chứ không phải là một cái người mà đại gia. Đại gia cái gì? Ở cái nhà của anh là gì? Nhà sàn đó, lấn chiếm dòng sông đó. Là nói đại gia, đại gia chỗ nào, tài sản anh bao nhiêu? Anh đừng có chơi chiêu trò người ta phụ nữ người ta nhẹ dạ. Anh đè anh lên cái kinh đó, anh giao tiếp ở vòng ngoài, anh xin số điện thoại của cô này cô kia để làm. Anh tính buôn bán hả, tính buôn bán phụ nữ hay sao? Còn chị Điệp vợ của ông á ly hôn, tại sao người ta không đi, không ra khỏi nhà? Xã hội thì người ta không rành đâu, nhưng mà tôi nè, tôi rất hiểu. Tài sản anh chưa phân chia, anh chưa giao ta, anh chưa phân chia đầy đủ người ta, lấy gì người ta đi? Người ta cũng muốn đi lắm chứ, nhưng không lẽ ta đi mình không, đúng không? Anh coi lại cái bản thân anh đi, bệnh hoạn thì lo bệnh hoạn đi, chữa đi, tiểu đường lo đi, huyết áp lo đi, đi không nổi mà anh lên anh tiễn nọ, chưa thu xếp cái nhà cửa gì hết,
anh đi tiễn vợ, tiễn vợ tiễn chồng, anh làm những cái việc như vậy coi chừng á, trời nó không có dung tha đâu, không có lấy tay mà che trời được đâu, khó chạy thoát lắm á, anh cẩn thận. Giờ anh nói là tụng kinh hả, kêu mọi người chửi, bây giờ phải tụng kinh một ngày 8 tiếng, anh trả lương gấp 3 lần của YouTube. Anh nói được, anh làm được không? Con người của anh á, anh mới là người nên tụng kinh, đừng có nói người ta tụng kinh. Tại sao mọi người người ta chửi mắng là mình, tại mình làm sai. Mà ngày xưa đó thì có thể là mình không hiểu, không tìm được. Còn đối với 4.0 bây giờ đó, chỉ cần 15 phút là người ta nắm được tin tức rồi, chứ không phải đơn giản như ông nghĩ đâu. Ông qua Campuchia ông làm cái gì? Chắc ông nhớ khu 100 căn nhà mà, nhớ không? Đồng trống 100 căn nhà đó, chắc ông biết, ông hiểu cái gì. Bạn ông là bác sĩ của bệnh viện là Cần Thơ, bác sĩ nào? Anh nói tôi nghe coi. Còn anh nếu cần, tụi tôi sẽ xuống gặp anh. Hoặc anh livestream của kênh Chiến Cù Bắp trực tuyến, anh cứ lên đi, sẽ có người tiếp anh, hoặc là anh ở đó đi, có người tiếp anh, đừng có làm cái kiểu đó. Chị em phụ nữ người ta nhẹ dạ, ai cũng vậy, mình làm cái gì mình lừa gạt tình cảm, lừa gạt tiền bạc của người ta. Đối với ông 77 á, người xã hội người ta còn tha thứ được. Thứ nhất là tuổi ổng lớn, cũng có thể là lẫn, hoặc là ổng dâm dục thì có thể chấp nhận được. Còn ông vừa dâm dục vừa lừa gạt tiền và tình, tôi chừng đó. Ông nói ông ăn cơm cần cái nấu cơm bếp lửa khói, kho quẹt cỏ, anh muốn ăn không? Hàm Tân à, Long Khánh à, muốn ăn không? Quan Giả đó, lên trển là Quan Giả không á, có quẹt có đó, cơm thổi củi có, bày đặt xảo sự. Anh là một con người á, đối với xã hội đấy, anh đừng có lừa gạt người ta. Hồi xưa đó nó còn 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 không biết được, không thấy được, không nghe được. Còn bây giờ vừa thấy, vừa nghe, vừa nhìn được đủ thứ chuyện trên đời 4.0 rồi. Đâu phải đâu, mình bớt lại đi. Chính ông mới là người đi đi tụng kinh mỗi đêm đó, sám hối đi. Đừng có để nữa, coi chừng. Bây giờ cho tới Noel chắc không khỏi đâu. Tai họa nó sẽ đến đó, trời Phật nó sẽ không có dung tha đâu. Cái gì nó cũng vậy, có dai là phải có trả. Vợ con thì mình thu xếp nhà cửa đồ này nọ, lên cộng đồng mạng gạt gẫm người này, gạt gẫm người kia. Ông chứng minh, ông chỉ cần chứng minh cho tôi thôi, một ngày ông làm ra được 30 triệu đối với xã hội bây giờ, ông chỉ cần chứng minh thôi. À, tôi làm việc đó, dám không? Dám chứng minh không? Đừng có ra đời mà làm những chuyện vậy. Anh hại vợ anh cái vụ quán bia ôm, anh mở quán bia ôm ở Cần Thơ, vợ anh phải đi thế, tù thế, đứng ra là chủ quán, chủ chủ sự làm việc đó, xử lý tù 5 năm. Ông ở nhà ông làm gì? Gạt gẫm đàn bà vợ con, ông sống chung ông còn gạt được, ông làm ông phải chịu chứ. Chứ sao mà ông đưa vợ ông ra để thế? Rồi cái ông gặp gái, ông gặp người này người kia, có bao giờ mà
ông lên clip mà ông nói chuyện có thằng doanh nghiệp nào hay là một thằng đại gia nào bạn ông mà gọi điện luôn, nói bây giờ có cái chỗ này là mình kiếm được 100 triệu 200 triệu nè, có không? Toàn là gái vợ không. Ông là con người đó, sống không có tốt, ông lợi dụng phụ nữ nhẹ dạ, ông xin số điện thoại để ông xong về tối ban ngày hay gì giờ lúc nào rảnh ông liên lạc để ông làm những chuyện tồi bại. Ông cũng biết biệt danh ông rồi chứ, Sơn Xét nè, Sơn Đĩ nè, những cái tên đó ông thấy không? Gia đình dòng họ của ông không ra gì hết mà ông quên quan đó. Bây giờ lên mạng rồi, Campuchia nó sẽ về nó kiếm, nó biết địa chỉ biết chỗ biết nơi rồi, nó sẽ lại tại gặp ông để tạ ơn ông á. Ông cẩn thận đi. Bây giờ nói tới cái kinh của chiến của bắp, chiến của bắp nghe nha. Trước khi một người vô để mình kết nối, mày có yêu cầu người ta làm cam kết không? Là lời nói phải đúng sự thật, đúng không? Thì bây giờ mày đưa cái ông 74 rồi lên, mày xác định là mày tự ý mày đưa lên cái tên đại gia, thì cái mày đưa sai, mày nói không đúng, mày chịu trách nhiệm phải không? Mày làm cái kinh á là không có đúng, là mày tăng bốc người này. Quyết ngoại phạm không được. Ông Kiệt bán vé số, giả danh bán vé số với cô Nguyễn không xong. Bây giờ tới ông Sơn Đĩ này. Rồi mày làm được không? Mày vô mày chợp mày nói à, ba nuôi ba nuôi ba nuôi. Ba không có nuôi mà mày nuôi ba mày. Mày chuẩn bị mày nuôi ba mày. Mày làm cam kết mày làm đúng không? Đó, bây giờ người ta không đúng, người ta chịu trách nhiệm. Còn mày PA lên không đúng, mày chịu trách nhiệm nha. Mày cẩn thận đó. Còn tôi gửi cho cô giáo dạy trường của Cần Thơ. Cô là một giáo viên, công chức. Có thể trình độ cô cao, nhưng mà đường đời của cô sao ngắn quá vậy, không không có am hiểu vậy vậy. Một người người ta lên phải dùng cái từ đại gia mà cô cũng nghe. Rồi cô là một ngành nhà giáo, tôi ngành gì bán cá bán tép thì tôi không có nói, nhưng mà cô là một ngành nhà giáo, cô đào tạo cho một thế hệ đất nước mà cô suy luận không được, nhận xét không được, rồi làm sao cô đào tạo được? À, cô có hiểu không? Cô tiếp xúc với thằng Sơn, ông Sơn ổng nói là cô lương hưu cô bao nhiêu, bảo hiểm cô bao nhiêu, nếu cô thu non là cô cũng hiểu là ý ổng như thế nào rồi. Một đại gia không cần cái khoản tiền đó, nếu là một ngày nó kiếm 30 triệu, lương hưu của cô nếu mà cộng hết được trên dưới 200 không, 7 ngày một tuần lễ của ông đó thôi. Nhưng mà tại sao người ta phải hỏi như vậy, là cô phải đánh cái dấu hỏi ngay chỗ đó. Xây nhà xây cửa cô có tin không? Cô là một cô giáo, tôi khuyên cô nên làm cái gì cũng phải suy nghĩ cho kỹ. Cô đừng có làm như thế, cô là nạn nhân. Còn những chị em phụ nữ ào ạt lên, mình phải suy đoán, mình phải suy nghĩ cho nó rõ ràng, mình đi tìm mảnh ghép chứ không phải đi tìm bộ râu, mà không phải đi tìm tài sản. Thì mấy chị cảm thấy tìm
cho nó phù hợp với cái bản tính của mình. Mấy cô cũng làm cũng y hệt như kinh của ông Phúc Nghĩa thôi, lên ồ ạt ngồi chờ đợi, đâu phải chỗ mua bán đâu mà mình phải ngồi mình chờ đợi. Đó là những cái làm sai của chiến của Bắp. Chiến của Bắp, tại sao gọi là chiến của Bắp? Đúng rồi, tại vì nó lấy cái kinh chiến cùi bắp là đúng, tại vì mày làm như cùi bắp vậy. Mày không hiểu trước khi mày làm những cái việc này á, là ít nhất tối thiểu nhất là mày phải có đi tham khảo về tâm lý, có nghĩa là mình phải hiểu được cái xã hội, mình phải hiểu được bản tính người này bản tính người kia, đàn ông như thế nào đàn bà như thế nào, cái tuổi như thế nào, người ta phải sống như thế nào. Mày phải có một cái cơ bản về tâm lý thì mình sẽ làm kết nối, chứ không phải mà lên kinh mình nhào vô nằm kết nối ồ ạt à, rồi làm thế này thế nọ. Đại gia cái gì dùng những cái từ mà nghe khó chịu. Bây giờ nãy nhận là tôi tự ý đặt cái tên đại gia, thì bây giờ mày nói sai sự thật thì mày có chịu trách nhiệm không? Mày chịu trách nhiệm với ai mày cũng hiểu rồi chứ gì, làm những cái chuyện không đâu đâu. Tôi nhắn lại ông Sơn một lần cuối là muốn quan giả, muốn kho quẹt có kho quẹt, muốn nấu cơm bằng củi có luôn, Hàm Tân, Long Khánh mời anh nha, đừng có xạo gạt gẫm người ta. Anh là một thằng điếm, lên mạng thì nói xung quanh ngay chỗ chợ anh có thấy kinh của Lợi Nguyễn không? Coi là cái kinh Lợi Nguyễn đi, dân ở trong chợ nó nói như thế nào đó, có đúng không? Người ở cách anh chừng 5 10 thước đó, anh đem một cái thằng chiến cùi bắp lên quay phim, quay nhà phải thu xếp trước về quay nhà, rồi quay đâu trên trần không ai vậy, ở nhà sàn mày sao Trần La Phong ba nuôi mấy đứa con nuôi á, con nuôi á nhiều lắm á, ba bốn thằng là con nuôi thì nó sẽ nuôi ba, nuôi thì sẽ nuôi ba lại. Ông 47 là mình đã thông cảm rồi, người ta lớn tuổi, mình đồng ý là ông có những cái việc ông sai nhưng mà còn chấp nhận được, là nhiều khi đôi khi ông lẫn hoặc là ổng dâm dục quá thì ổng cuồng tính đi, nhưng ông vừa dâm mà vừa gạt, vừa lừa gạt, vừa dâm vừa lừa gạt, chứ không phải là ông là thầy của ông 77, chứ không phải là bạn ông 77 mà lứa tuổi lớp với ông 77 đâu, ông là thầy của ông 77 đó. Lên trển ông ngồi ông nói chuyện đồ này nọ, ông đeo nhẫn rồi đại gia người ta không có vậy. Ông đang nhìn thằng đại gia nào ở ngoài đường mà nó có hàng trăm tỷ, 5 70 tỷ rồi, nó có đeo cái chiếc nhẫn như ông không? Ông phô trương không có đúng. Ông 66 tuổi mà ông nói lớn tuổi lớn bao nhiêu, ông chỉ có lớn cái bụng không á, cái tiểu đường, cái tim mạch á, huyết áp á thì lớn nhiều. Người chết tới nơi là còn không lo, xe hơi của người ta ông lừa gạt người ta, rồi ông nói là mua bán xe hơi, ông cướp người ta chứ mua bán gì. Ông ngon, ông livestream của kinh chiến của Bắp, tôi sẽ làm việc trực tiếp với ông trên kênh. Ok, cứ lên đi, tôi chờ. Rồi, chào ông.
Alo, Em nghe nè. vậy anh. Rồi vậy Không, anh cho phép em là mình đăng tải những cái đoạn video lên để cho khán giả xem là biết thêm á anh ha. ok, mình cứ đưa lên đi, tại vì cái này là mình chia sẻ trên cộng đồng thôi. Ví dụ những cái khúc nào mà em cảm thấy mà nó hơi dấp 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 á, thì em cắt những cái khoảng đó đưa lên để cho người ta hiểu, dễ hiểu hơn. Tại vì những thành phần này không có được, anh nói em nghe, trong cuộc sống ông này á, ông còn nặng hơn cái ông 77. Dạ. 77 mình có thể mình chấp nhận được. Anh nói em nghe, anh nói sự đời. Ví dụ nhiều khi á, anh em mình cũng vậy, lớn tuổi càng lớn hay quên. Thì mình cỡ như vậy mình còn quên, thì ông 86 làm sao mình gom. Em thấy nó lên lên trển điện thoại, nó có bao giờ mà cái thằng doanh nghiệp nào hay là mấy thằng bạn đại gia nào của nó mà gọi điện hả? À, toàn là gái cô này cô kia gọi điện, nó ăn ăn khổ quẹt à, nó sẽ ăn khổ quẹt, khổ quẹt có em, nó sẽ ăn khổ quẹt mà nó ăn ở vùng hoang dã ở Long Khánh nè, à, ở Hàm Tân nè, à, mấy vùng nó hoang dã lắm, có quẹt có, nấu cơm bằng củi có. Ê vậy á, bữa nữa anh làm việc tiếp, Rồi rồi, cảm ơn anh. à, Dạ em vâng cứ anh. gửi lên đi, gửi gấp lên đi, tại vì người ta xung quanh người ta đang theo dõi mà, Dạ rồi. mình góp ý những cái gì cho người ta nhận xét, để ta tránh để cho phụ nữ cũng tội người ta, Dạ. à, người ta là nạn nhân, nạn nhân. Đúng không? Rồi cảm ơn em nha. Rồi rồi.